mà Nghĩa nói ngày hôm nay, đó chính là bạn không thể có tiêu chuẩn kép khi bạn nói về việc bảo vệ chế độ này. Tôi đang muốn nói đến kênh Việt Vision và anh Hoàng Công Cường. Trước đây tới giờ tôi và anh Hoàng Công Cường hay Việt Vision chưa có bất kỳ một cái bất đồng quan điểm nào lớn. Và trước đây thậm chí là tôi còn bảo vệ cho kênh Việt Vision. Nhưng mà thời gian gần đây qua việc của ông Nguyễn Quốc Thước thì tôi nhìn thấy cái bản chất của cả anh Hoàng Công Cường này và kênh Việt Vision có vấn đề. Và vì vậy cho nên tôi làm cái live stream này mục đích ấy, là để nói cho các bạn biết và các bạn tâm tư một chút. Bạn không thể lựa chọn về việc bảo vệ chế độ này và cùng lúc bạn bảo vệ luôn cả cái kẻ chống phá chế độ này. Ở đây có thể nó cách nhìn nhận về ông Nguyễn Quốc Thước. Nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận về ông Nguyễn Quốc Thước như thế nào thì chúng ta mới đánh giá được cái hành vi của ta là có lợi hay bất lợi cho chế độ. Tôi ví dụ với các bạn là chúng ta khi chúng ta chưa có đầy đủ thông tin về con người nào đó, về cái sự việc nào đó mà chúng ta vội vàng đánh giá thì có thể chúng ta sẽ đưa ra đánh giá nhận định sai lầm. Và từ đánh giá nhận định sai lầm đó, chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định, những cái hành vi nó thiếu chuẩn mực. Tôi có thể nói anh Hoàng Công Cường yêu nước, nhưng với thái độ và cách làm việc của anh trong một số clip gần đây thì tôi cho rằng anh chưa yêu chế độ này. Yêu nước và yêu chế độ là hai vấn đề rất khác nhau. Chúng tôi đấu tranh với ông Quốc Thước trên cơ sở là vì chúng tôi yêu chế độ này, chúng tôi ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Thước ngoài miệng vẫn luôn nói những điều đó, nhưng chúng tôi thấy hành vi của ông ấy khác biệt rất lớn. Ví dụ như trong ba bài báo mà chúng tôi đã từng nhắc đến, đó là báo Thanh Niên, báo Dân Chí và báo Giáo Dục. Cả ba nội dung của ba bài báo này đều khẳng định một điều: ông Nguyễn Quốc Thước thân ngụy và bảo vệ cho chế độ ngụy quyền, ủng hộ sự tồn tại của nó. Các bạn có thể thấy rằng ông ấy kêu gọi chúng ta đừng hiểu lầm lính Việt Nam Cộng Hòa, vì ông ấy cho rằng lính Việt Nam Cộng Hòa cũng yêu nước. Nếu chúng ta nói rằng ông ấy nhận thức sai thì rõ ràng vô cùng nguy hiểm, bởi một người làm tới trung tướng, tư lệnh của một quân khu, rồi còn về làm cả ở hội cựu chiến binh ở cấp trung ương, ông ấy dĩ nhiên là đã từng trải qua cao cấp chính trị, thân phận vị trí xã hội rất lớn, cho nên mức gây hại cũng sẽ rất lớn nếu ông ấy nhận định sai lầm, nhận thức sai lầm. Và do đó cho nên cái việc mà ông ấy đang bị đấu tranh, nhiều người đấu tranh, các bạn đứng ở cái phía của các bạn thấy rằng Đảng nhà nước tôn vinh ông này thì chắc chắn là ông này tốt, chưa chắc đâu. Tôi nói với các bạn giống như có một cái đứa bé nào đó, anh có cái Facebook Nguyễn Thành Phong nó rất là hợp lý. Ở trong một cái lớp học có một cái đứa nó rất là quậy phá, và người ta cô giáo vẫn cứ nó quậy phá thế, nhưng cô giáo cuối tuần vẫn cho nó giấy béo ngoan. Mục đích là gì? Mục đích để cô giáo nói cho nó biết rằng là mày ngoan á, thì để cho nó thấy rằng ô mình được ngoan, và mình ngoan như thế thì mình sẽ làm gì, mình sẽ cố gắng không quậy phá nữa để xứng đáng với cái giấy phiếu béo ngoan đó. Thì trường hợp Nguyễn Quốc Thước tôi cho cũng y vậy. Chúng ta phải hiểu được cái bản chất của vấn đề, bản chất của cái việc vinh danh ông Nguyễn Quốc Thước ở danh dự này hay danh dự kia. Bởi rõ ràng những phát ngôn của Nguyễn Quốc Thước là gây hại cho chế độ, chứ nó không thể nào nó là một cái phát ngôn có lợi cho chế độ này. Tôi muốn hỏi với các bạn nói rằng là giống như ông Nguyễn Quốc Thước thừa nhận rằng 74 tên lính ngụy chết ở Hoàng Sa, nó có lòng yêu nước chống ngoại xâm. Tôi thì tôi lại đánh giá, và theo đánh giá của các tài liệu lịch sử của Đảng đấy, thì cho rằng cái cuộc hải chiến Hoàng Sa đó là một cuộc hải chiến dàn dựng giữa Mỹ và Trung Quốc, và Việt Nam Cộng Hòa chỉ là con rối con bài để thực hiện cái nhiệm vụ bàn giao cái Hoàng Sa đó cho Trung Quốc từ Mỹ qua. Và Mỹ là quân xâm lược, nó chiếm giữ đất nước ta, và thời điểm đó nó không có quyền để bàn giao cái gì cho ai cả, và nó dùng cái kịch bản hải chiến Hoàng Sa để nó gây ra một cái kịch bản, một cái hiệu ứng. Sau khi nó rời khỏi đây thì chúng ta vẫn phải khúc mắc với Trung Quốc về cái Hoàng Sa này. Và các nước thuộc địa chúng tôi vẫn thấy nó như thế, như vùng Kosovo chẳng hạn, hay là một số vùng sau khi thực dân Anh rời khỏi thì lập tức nó để lại một cái chỗ tranh chấp
bất cứ một cái quốc gia nào mà thực dân đế quốc mà nó trả lại quyền độc lập tự do cho quốc gia đó, thì ngay lập tức sẽ có một cái vùng tranh chấp của quốc gia đó với một quốc gia khác. Do đó chúng ta mới thấy rằng là Hoàng Sa là một cái gút mắt giữa ta với Trung Quốc, mà Mỹ là một yếu tố ở trong đó. Nên chúng ta không thể nào nói là 74 thằng lính ngụy này nó là có lòng yêu nước. Cái lý do nó không có lòng yêu nước rất đơn giản, bởi vì nó được thể hiện là tiền đồn chống cộng của Mỹ ở tại Đông Nam Á. Nó là cái cơ sở để ngăn làn sóng đỏ. Nó cũng chính Nguyễn Văn Thiệu nói rằng là nếu Mỹ không viện trợ thì ta không chống cộng nữa. Mục đích của Việt Nam Cộng Hòa là để chống cộng. Và ngay cả thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa thì chính Ngô Đình Diệm cũng đã từng nói biên giới nước Mỹ kéo dài từ Alaska đến vĩ tuyến 17, nghĩa rằng chưa bao giờ Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia mà nó chỉ là một phần của biên giới nước Mỹ mà thôi. Đây là những điều mà tổng thống người đứng đầu của Việt Nam Cộng Hòa nói. Do đó trên về cơ bản nó chưa phải là một thực thể quốc gia, bởi vì chính tổng thống của nó đã không thừa nhận. Cái điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn là lòng yêu nước. Người lính Mỹ được xem là những người lính đánh thuê, cũng như các sắc lính khác như lính Hàn Quốc hay các sắc lính khác ở trên lãnh thổ Việt Nam ta. Họ đều là lính đánh thuê cả thôi. Và khi họ lính đánh thuê thì các bạn thấy họ bỏ mạng ra để họ kiếm tiền, chứ họ không phải yêu nước gì ở đây cả. Và ông Thước có tách 74 thằng lính ngụy ở Hoàng Sa ra, bảo rằng 74 lính ngụy đánh Trung Quốc thì gọi là yêu nước chống ngoại xâm. Xin thưa với ông Quốc Nguyễn Quốc Thước rằng ông không tách đó ra được, bởi lính ngụy ở Hoàng Sa hay lính ngụy ở trong này nó đều là lính ngụy, nó cũng đều đánh tất cả những cái thực thể nào đập vô nó. Và nếu như ông thừa nhận nếu 74 thằng này nó có quốc gia để nó yêu, như vậy ông cũng đồng thời ông thừa nhận ông là quân xâm lược. Ông ở phía của cách mạng Việt Nam mà bây giờ ông nói rằng nó có lòng yêu nước, vậy ông cách mạng Việt Nam chúng ta đánh quốc gia người khác sao? Người ta yêu nước người ta, vậy thì có nghĩa rằng 74 thằng này là liệt sĩ. Chẳng những thế, những người hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa đều là liệt sĩ. Bởi ông nói rằng 74 thằng này nó hy sinh vì nó chống ngoại xâm, vậy những người lính Việt Nam Cộng Hòa khác hy sinh không phải là chống ngoại xâm hy sinh à? Cho nên ở đây mới nói rằng cái tính logic của ông Nguyễn Quốc Thước nó không có. Và ngay cả cái việc lính ngụy ở Hoàng Sa là một nỗi đau của các đoàn tàu không số của cách mạng Việt Nam ta. Nó là cái nơi cung cấp tin tức và đánh chặn tất cả các đoàn tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển của cách mạng ta. Chúng ta tiếp tế bằng đường biển thì bị các cái thế lực này nó tấn công, nó tiêu diệt. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái tụi này nó đánh bất kể, có nghĩa là nó đánh chúng nó xem ông, nó xem cách mạng Việt Nam là quân xâm lược. Và bây giờ ông thừa nhận nó có quốc gia, ông thừa nhận lòng yêu nước của nó, vậy chả khác nào ông đang đã phá cách mạng Việt Nam, nói rằng cách mạng Việt Nam là quân xâm lược, là cuộc cách mạng xâm lược. Do đó cho nên tôi mới nói rằng là tính logic trong cái tư duy của ông Thước không có. Một người với vị trí xã hội như thế mà cái tính logic nó tệ như thế thì sẽ gây hại cho xã hội rất lớn. Và thứ hai tôi nói, với cái tầm nhìn không, thì tôi cho rằng việc ông Thước được vinh danh là anh hùng lực lượng vũ trang vào cuối đời như thế này, trước những cái phát ngôn có mang tính chất phản chế độ như thế này, thì cái việc vinh danh đó nó giống như là cái cách để người ta bịt miệng ông ấy lại. Tôi cho rằng là như thế. Chứ không thể nào một vinh danh một cái người, nếu như mà người ta đang chống đối mình, người ta muốn đả phá chế độ mình mà mình lại đi vinh danh cho người ta, thì tôi không hiểu nổi cái hành vi này là gì. Ngoại trừ cái cách nghĩ đó, ngoại trừ cách nghĩ rằng đây là cách để mua chuộc lấy lòng vậy thôi, để bịt miệng. Và rõ ràng sau khi mà cho ông ấy làm công dân thủ đô ưu tú thì lập tức ông ấy nói rằng tôi chiến đấu tới hết, chuyện nào tôi còn sống là tôi còn chiến đấu với bạn giặc nội xâm. Trong khi quan điểm của ông Nguyễn Quốc Thước chính là quan điểm của giặc nội xâm, đó là quan điểm nội chiến. Cuộc chiến cách mạng Việt Nam là một cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam, không là miền Bắc xâm lược miền Nam. Mà ông ấy thừa nhận cách, ông ấy thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa, ông ấy cho rằng Mỹ là đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, vậy Mỹ có phải quân xâm lược không? Nếu ông ấy thừa nhận Mỹ là đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, vậy thì Mỹ đâu phải quân xâm lược không? Cho nên cái quan điểm của ông Nguyễn Quốc Thước tới giờ này là một quan điểm vô cùng phản động, và nằm trong cái nội dung tuyên truyền, nội dung đấu tranh mà tôi được biết là đó là những nội dung ban tuyên giáo đã triển khai cho các cấp để đấu tranh với các thế lực thù địch. Vậy ông một cái người mà đi tuyên truyền về các nội dung của các thế lực thù địch như ông Nguyễn Quốc Thước, liệu chúng ta có cần tôn trọng không?
liệu các bạn thấy như thế nào? Do đó cho nên tôi mới nói kênh Việt Vision anh binh vực ông Nguyễn Quốc Thước. Có thể đó là cái tình cảm cá nhân của anh. Anh binh vực vì ông ấy là người lớn tuổi, anh binh vực ông ấy vì ông ấy là tướng. Nhưng mà tôi nói với anh, vị trí xã hội càng cao thì cái sức phá hoại nó sẽ càng lớn. Do đó cái sự binh vực đó anh còn phải coi lại xem đúng hay sai nữa. Ví dụ như tại sao nhóm của bạn bè chúng tôi đấu tranh với ông Nguyễn Quốc Thước là bởi vì ông Thước có phát ngôn đòi vinh danh giặc. Trên báo Thanh Niên ông ấy đòi tôn vinh, sau đó bị phản đối thì nó là ghi nhận. Trên báo Giáo Dục thì ông ấy cho rằng là cần phải viết sách ca ngợi tinh thần yêu nước của lính Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí là còn phải viết sách và dạy cho thế hệ trẻ, dạy cho học sinh học về lòng yêu nước của lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh thừa nhận điều đó có nghĩa là anh đứng về phía Việt Nam Cộng Hòa, anh đứng về cái phía của Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Anh không thể nào vừa bảo, anh nói rằng anh cái kênh của anh là đập tan luận điệu xuyên tạc, nghĩa là anh mong muốn bảo vệ chế độ này. Anh vừa muốn bảo vệ chế độ này mà anh vừa bên vực một người có quan điểm chống đối chế độ này, như thế đó là phi logic, đó là mâu thuẫn. Anh phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Anh nhìn nhận về chúng tôi thế nào? Anh nhìn nhận về ông Thước như thế nào? Tại sao chúng tôi chống đối ông Thước và tại sao ông Thước bị chống đối? Ông Thước có nói những cái điều vậy không? Hay là người ta hiểu sai cho ông Thước? Thưa với các bạn, ở đây ông Thước có nói hay không và người ta có hiểu sai về ông Thước hay không lại là một vấn đề khác. Ví dụ, ông Thước có nói hay không thì ba bài báo được đăng nhiều năm nay và chúng tôi đấu tranh liên tục. Sau đó, ông Thước thông qua Nguyễn Văn Minh đề nghị ba tờ báo đó gỡ bài. Vậy thực tế là đã có ba tờ báo đăng bài, đăng nội dung nguy hiểm đó, đăng nội dung xuyên tạc đó, đăng nội dung có tính chất phản động đó, mang danh nghĩa của Nguyễn Quốc Thước. Đúng là có ba, có đúng là có ba bài báo đó đúng không? Như vậy có nghĩa là chúng tôi đấu tranh đúng không? Đấu tranh đúng chứ. Nếu như nó không sai ông Thước kêu gỡ làm gì? Và cái thứ hai nữa là nếu như mà nó không sai ông Thước có chối không? Sau khi chúng tôi phản ứng có phải là ông Thước lên livestream, lên video của Nguyễn Văn Minh, trước đây là đại tá nhà báo ở báo quân đội đấy, chối rằng là tôi không có nói những điều đó. Cái việc ông Thước có nói hay không có nói thì báo chí nó đăng rồi. Bây giờ chối, một người được coi là anh hùng lực lượng vũ trang, có nghĩa là trên chiến trường là sống chết nó không quan trọng nữa, mà giờ này lại lời nói của mình phát ra có cả ghi âm, bài báo đăng rõ ràng rành mạch như thế này, lại chối rằng tôi không có nói, tôi không có nói, nhưng báo đăng đầy hết, có nghĩa rằng một sự ô danh ô nhục trong danh hiệu anh hùng này, đúng không? Tôi nói đúng không anh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, anh Hoàng Công Cường, kênh Việt Vision? Chúng tôi đấu tranh với một con người như thế là đúng hay sai? Anh bảo vệ ông ấy lý lẽ nào tôi không biết. Dùng lý lẽ lớn tuổi, đối với tôi giặc nó không có tuổi. Nó là giặc, giặc mà anh nói tuổi rồi anh ra đó anh lại nó hay gì? Nó lớn tuổi nên không đấu tranh, nhưng nó lớn tuổi cho nên phải ra lại, nó không đánh nó hay gì? Nó là giặc mà. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đâu phân biệt anh. Con nít hay người lớn không quan trọng. Quan trọng ở đây là cái tư tưởng nó có tốt hay không. Một cái đứa dù nó nhỏ nhưng quan điểm tư tưởng nó tốt tôi vẫn tôn trọng nó. Còn những cái người lớn mà quan điểm tư tưởng chống đối tôi chửi vô mặt. Đó là giặc rồi, không có sự tôn trọng ở đây. Do đó cho nên anh đừng, anh cái quan điểm bảo vệ của anh với ông Thước, anh nói nhà nước, đảng, nhà nước một. Vậy thì anh nên coi lại. Với quan điểm mà phản lại đảng như thế, mà giờ này vẫn có cơ quan đảng, nhà nước tôn vinh như thế, vậy thì phải coi lại cả cơ quan đảng đó. Nha. Thứ nhất, khi nói về ban thi đua khen thưởng của thành phố Hà Nội khi vinh danh ông Thước là công dân thủ đô ưu tú, vậy thì phải coi lại xem họ có nắm vấn đề ông Thước không. Nếu như họ vô tư, họ không nắm các vấn đề của ông Thước thì vấn đề này có thể thông cảm, không nói. Nhưng nếu như họ vẫn biết rằng ông Thước có những phát ngôn phản cách mạng như thế mà họ vẫn cố tình họ nâng đỡ ông Thước lên như thế này với những danh hiệu đó, vậy thì phải coi lại. Có hai yếu tố để coi lại. Một, đưa ông Thước lên là để cố tình giật dậy cái bọn lịch sử này, từ vinh danh cái Ngụy Quân Ngụy Quyền, thừa nhận cái người vinh danh Ngụy Quân Ngụy Quyền, để sau đó là vinh danh luôn cái đám Ngụy Quân Ngụy Quyền này, mà sau khi đó vinh danh Ngụy Quân Ngụy Quyền thì sẽ đội mồ cho nó lại, và như thế thì dễ dàng lật đổ lịch sử của nước ta. Còn cái thứ hai có thể nghĩ đó là giống như lúc đầu tôi nói đấy, kiếm cái danh dự nào đó gán vô cho ông ta để ông ta không đi quậy phá nữa, không phát ngôn tầm bậy nữa. Giống như một cái đứa hay quậy phá mà thầy cô cho vô làm cán bộ lớp thì nó sẽ từ trách nhiệm làm cán bộ lớp, nó sẽ không để đứa khác quậy, nó cũng không quậy.
cái kiểu như thế. Cho nên ở đây chúng ta cần phải xem xét lại, nhìn nhận vấn đề xem là vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Anh nhìn xem cái nhóm bạn bè tôi, anh Trịnh Lê Hoài Nam, cô Hồ Quốc Hà, bác Trần Ngơ, hay là các anh chị khác, bác Đỗ Hạnh chẳng hạn, tất cả chúng tôi đều có lý lẽ của mình. Mà chúng tôi có lý lẽ để đấu tranh với ông Thước. Anh thì lý lẽ của anh bảo vệ ông Thước, thì tôi chỉ thấy là bảo vệ ông Thước vì ổng là trung tướng, vì ổng là được đảng nhà nước. Tôi nói với anh rất là nhiều người sau khi được các danh dự rồi thì họ bắt đầu họ ở tù cũng là bình thường. Và khi mà chúng ta thấy rằng một cái xấu mà nó được vinh danh ấy, thì chúng ta cần phải coi lại xem cái bản chất của sự vinh danh đó là gì, bản chất đó đến từ đâu. Ví dụ như bản chất của ông Thước như thế nào, rồi bản chất của ban thi đua khen thưởng như thế nào, rồi chính quyền thành phố Hà Nội họ đang có ý định gì khi mà họ vinh danh một con người như thế. Bởi vì nếu nói thẳng ra thì ông Thước trong suốt thời gian qua chẳng có đóng góp gì cho Hà Nội, thì không thể nào công dân ưu tú được. Và một điều nữa, đối với tôi, một người anh hùng thì không bao giờ có chuyện không biết nhận sai. Rõ ràng ba bài báo được đăng lên nhiều năm, người ta đấu tranh liên tục, đấu tranh mạnh mẽ, mà ông ấy chối, ông ấy không có nói. Đăng ghi âm còn đó mà vẫn chối rằng là mình không có nói, mình không có cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng đó, hãy xem những tư tưởng mà ông Thước nói trong ba bài báo đó có phải là những quan điểm mà chính ban tuyên giáo và chính đảng đã kết luận rằng đó là quan điểm, xét lại lịch sử, đó là quan điểm của những người tha hóa biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Hãy xem lại các tài liệu của đảng xem nó có phải là cái quan điểm đó hay không. Đúng. Cho nên ở đây, những cái người cho rằng trước 75 có hai nhà nước, có hai chính quyền, có hai quốc gia, là những người có quan điểm tư tưởng chống đối là chế độ. Tôi khẳng định thế. Bởi vì chế độ này tồn tại là bởi vì tính chính nghĩa của nó. Và tính chính nghĩa của chế độ này chính là ở chỗ đi giải phóng đất nước ra khỏi ấp xâm lược của đế quốc Mỹ. Ở đây không có Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày 30 tháng 4 năm 75 là vì chúng ta chiến thắng Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa là bè lũ tay sai. Chứ tụi nó không có cái giá trị để mặc cả ở đây. Do đó chúng ta thấy rằng là những người nói rằng trước 75 có hai nhà nước, thì những người đó khẳng định rằng là muốn đả phá cách mạng, đã phá chế độ xã hội hiện tại. Bởi vì chế độ xã hội hiện tại sẽ mất đi nếu như cái tính chính nghĩa vào ngày 30 tháng 4 năm 75 mất đi. Nếu ngày đó là ngày gọi là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thì chế độ này có công. Nhưng nếu ngày đó chỉ là một ngày của miền Bắc xâm lược miền Nam thành công, vậy thì tính chính nghĩa mất đi. Như vậy thì sẽ thành ra những người ở các vùng miền, ở các nơi nó sẽ không còn tôn trọng chế độ này nữa, không tín nghĩa, tín nhiệm chế độ này nữa. Và dĩ nhiên những người còn lại của chế độ cũ, những người mà các người đó thừa nhận họ là quốc gia đó, họ sẽ nổi dậy đòi lại chế độ của họ, đòi lại cái đất nước của họ. Bởi vì họ, các người thừa nhận họ có quốc gia thì họ sẽ đòi lại thôi, đơn giản là điều như thế. Cho nên tôi mới nói rằng kênh Việt Vision và anh Hoàng Công Cường, các anh cần coi lại quan điểm tư tưởng mình. Không có chuyện các anh vừa vinh danh ông Thước mà các anh nói rằng các anh bảo vệ chế độ này. Chúng tôi có thể nói rằng là chúng ta có thể không đẩy ông Thước sang bên kia, nhưng ông Thước phải là người biết chừng mực, và đừng cơ quan nào đưa ông ấy lên nữa. Tôi nói thẳng thế, đừng có cái cơ quan đảng nhà nước nào mà đi vinh danh hay nhắc tới ông Thước nữa, thì quả mai vấn đề này nó chìm xuống. Bởi vì lâu lâu có người lại đưa ông ấy lên cho ông ấy nổi dậy, mà trong khi ông ấy là một cái đinh, một cái sự gút mắt. Báo giáo dục, báo dân trí và những tờ báo này nó đã có cái tư tưởng mầm mống rồi. Và nó lợi dụng ông này để nó tuyên truyền cái tư tưởng mầm mống phản chế độ. Ai thừa nhận ông Nguyễn Quốc Thước? Bây giờ giờ này các bạn nhìn thấy, những tư tưởng đó nếu trưng ra, ai dám thừa nhận đó là những tư tưởng mà không phản đảng hả? Đòi kêu gọi quần chúng nhân dân chúng ta đừng có hiểu lầm, lính Việt Nam Cộng Hòa họ cũng có tinh thần yêu nước y như người Cộng sản vậy. Ôi trời ơi, nó lên đánh thuê thì chúng ta mới có chính nghĩa. Bây giờ cái người đó nó có lòng yêu nước vậy, hồi đó mấy người đánh nó làm gì? Nó có lòng yêu nước của nó thì nước nó để nó ở đi, mắc mớ vậy qua đánh nó làm gì? Đúng không? Tự ông tát vào mặt của ông, nói bản thân ông là quân xâm lược. Ông nói thế chả khác nào ông nói là quân xâm lược. Do đó ông phải coi là cái bản chất của nó như thế nào. Bản chất của thằng lính Việt Nam Cộng Hòa là bản chất như thế nào? Đúng không? Bản chất của nó là bản chất của đội quân lính đánh thuê.
Chính vì vậy nên chúng ta mới thấy cái nội hàm, cái nội dung mà các anh cần phải có, đó chính là phải biết cách đánh giá. Không thể nào cảm quan cảm tính được, anh phải có đầy đủ thông tin trước khi anh phê bình nhóm ông Trịnh Lê Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa hay là Phụng Quốc Hà hay Trần Ngơ hay ông Bác Đỗ Hạnh hay là ông phê bình ai đó, thì ông phải coi cái nội dung mà người ta đang đấu tranh là cái gì, nội dung đó có hay không, nội dung đó đúng hay sai. Ông Thước ông có chối rồi, có nghĩa là ông không có nói. Ông nói là ông không có nói đó, ông chối rồi đó, nghĩa là ông sợ rồi đó. Vậy thì chúng ta phải hiểu vấn đề, thấy không? Trong khi ba bài báo là có đăng, có không? Bây giờ là sao nhóm Trịnh Lê Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa cứ chống hoài vậy? Vậy thì phải coi coi nó chống vì lý do gì. À, lật ra nè, nó có ba bài báo làm chứng minh là ông Thước có nói nè. Ông Thước có chối không? Ông Thước có chối nè, vậy là ông Thước đúng hay sai? Ông Thước sai, sai mà chồng còn chối nữa nè. Thì phải coi lại coi ông Thước là con người như thế nào. Đâu có cái chuyện mà vô lý như thế được. Như vậy thì phải, anh không thể cùng lúc vừa đập tan luận điệu xuyên tạc mà anh lại đi xuyên tạc được. Thứ hai nữa là khi anh nói về ví dụ như vấn đề anh Trịnh Lê Hoài Nam đi, anh nói anh Nam là người bị kỷ luật, tôi thấy anh có đủ cơ sở để chứng cứ chứng minh cho cái điều đó chưa? Anh làm cả một cái kênh, cả 100,000 người vô theo dõi cái kênh của anh mà thông tin của anh chưa kiểm chứng, như vậy anh sẽ hại tới cái người mà anh nói tới, và ngay cả anh lừa gạt, lừa đảo luôn khán giả của anh. Có phải là anh lừa khán giả không? Anh không có chứng cứ ông Trịnh Lê Hoài Nam bị kỷ luật mà anh vẫn nói ổng bị kỷ luật, vậy thì khác nào anh đi lừa đảo khán giả và đi hãm hại người khác. Làm truyền thông mà như thế thì như vứt đi rồi, anh làm như thế là anh hại người, anh làm như thế là anh xuyên tạc bị đặt. Vậy thì anh đập tan luận điệu xuyên tạc nào? Anh và luận điệu xuyên tạc của anh ở trên kênh của anh không có cái gì khác sự thật ở đây cả. Và cái cuối cùng tôi muốn nói, anh làm kênh để kiếm tiền thì nên kiếm chủ đề, đừng gây tranh cãi cho xã hội. Anh đứng về một phía để chống một phía, cái quan điểm xã hội này còn khác nhau. Ví dụ như riêng vấn đề Nguyễn Quốc Thước thôi, có hai luồng ý kiến khác nhau. Một luồng cho rằng là phải đấu tranh triệt để với ông Thước, một luồng thì thôi à, ông Thước biết ông vậy thì thôi cho ông già, cho ông chết đi, đừng nói nữa tới ông. Như vậy thì có nghĩa rằng là dù là ở cái phía cạnh nào, anh đứng về phía bên nào cũng sẽ gây dư luận cho phe còn lại, và cái dư luận đó nó không tốt tới cái sự kiếm tiền của anh, thậm chí nó ảnh hưởng tới cả cái uy tín và danh dự của bản thân anh. Anh đưa vào tranh cãi anh sẽ mất khán giả, bởi vì những người mà đứng về cái hướng mà đấu tranh với ông Thước thì chắc chắn rằng không bao giờ ủng hộ anh. Ông làm truyền thông mà anh đừng ngu như thế, anh cứ những vấn đề nào còn có ý kiến khác nhau, quyền lợi của xã hội, trong xã hội có rất là nhiều cái quyền lợi và mỗi người đều có quyền lợi của mình. Anh đứng về cái việc anh bình luận về vấn đề nào đó thì được, còn khi anh đứng về một phía để anh đấu tranh quyền lợi cho một bên thì chắc chắn rằng với anh sẽ vấp phải sự phản đối của cái nhóm quyền lợi còn lại, những cái nhóm người bị mất quyền lợi. Do đó anh phải hiểu, anh làm truyền thông, anh nói sự thật, đúng không? Anh đứng ra bình luận, à hiện tại có một cái vấn đề sự việc liên quan ông Thước, ổng thế này thì người thế kia, anh bình luận thì có thể nó khác, còn bây giờ anh đứng ra binh vực và anh phê phán nó lại khác. Anh không có đủ trình độ lý luận chính trị, tôi nói thẳng. Tôi không thấy anh nói chuyện, tôi thấy nó không có lý luận, lất kha lất khất. Vấn đề đó thì thôi, đó là cái chuyện của anh. Trình độ của anh không ai có thể quản, không ai có thể cản được. Nhưng ở đây người ta muốn nói tới đó là anh phải xem lại cái đối tượng mà anh bảo vệ nó xứng đáng chưa. Đảng nhà nước vinh danh đó. Nhưng mà nếu như đảng nhà nước vinh danh mà anh nhìn thấy rằng có những chứng cứ đưa ra chứng minh rằng là cái người mà đảng nhà nước vừa vinh danh đó sai lầm, đã có sự chống đối đảng nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, thì bản thân anh nếu là người chính nghĩa, anh phải đứng về phía chính nghĩa để mà anh đấu tranh với con người đó. Chứ không lẽ gì anh nói giống như cái kiểu của một số người rằng là dù tôi biết lãnh đạo sai nhưng tôi vẫn bảo vệ lãnh đạo hay gì. Nói kiểu đó vậy thì anh đấu tranh cái gì? Anh lên mạng đấu tranh mà anh chỉ biết đứng về cái chỗ mạnh để anh đấu, vậy thì anh chỉ là cái người ba phải, mà không lẽ bốn phải, năm phải, sáu phải, bảy phải luôn, chứ đứng bên nào anh cũng phải hết, vậy đâu được. Còn đối với cái việc yêu ghét cá nhân, cảm tính cá nhân về anh, về con người này, về nhóm người kia thì đó anh dẹp qua bên đi. Nếu anh làm truyền thông, nếu anh muốn kiếm tiền thì anh nên dẹp cái đó qua bên đi, bởi vì anh sẽ vấp phải sự phản đối thôi. Và anh chỉ đưa ra, anh chỉ tạo cơ hội cho những người khác lợi dụng anh để tấn công qua lại với nhau. Làm như thế chẳng ích lợi gì cho anh, cũng chẳng ích lợi cho ai. Thậm chí anh còn hiện tại anh đang bảo vệ một cái đối tượng có
có cái quan điểm tư tưởng xét lại lịch sử. Như vậy chúng tôi đâu đánh giá anh là người yêu nước. Thực ra anh có yêu nước hay không thì có thể nói à, chấp nhận thừa nhận anh yêu nước có thể đấy. Nhưng yêu chế độ này thì tôi không đánh giá thế. Bởi vì một người có quan điểm xét lại lịch sử chống phá chế độ như ông Nguyễn Quốc Thước mà anh bảo vệ thì tôi không đồng tình với những quan điểm cho rằng anh yêu chế độ này và bảo vệ chế độ này. Kênh Việt Vision từ những cái video clip bảo vệ ông Thước sẽ mất đi cái tiếng nói của mình trong vấn đề bảo vệ chế độ. À, tôi nói thế. Và chính vì vậy cho nên là tôi nói với anh này, tôi chỉ đi vào việc là ông Thước có hay không có việc vinh danh lính Việt Nam Cộng Hòa. Còn việc liên quan tới việc thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa để làm gì đó thì cái việc đó sẽ nói trong một cái video clip khác. Không? Ví dụ như có người cũng từng nói rằng thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa để gì, để đòi lại Hoàng Sa. Tôi thì tôi là nói khác. Trung Quốc nó chiếm Việt Nam, nó chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy giờ nó nói vậy thì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chỉ có mới có quyền đòi lại Hoàng Sa đúng không? Nó chiếm của Việt Nam Cộng Hòa thì giờ này chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới đòi lại được Hoàng Sa, liên quan gì tới Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy thì cái quan điểm này, cái cách nghĩ này là cách nghĩ sai lầm nha. Cách nghĩ rằng là thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa để đòi lại Hoàng Sa là cách nghĩ sai lầm. Bởi thằng Trung Quốc nó nói hồi đó tao không có chiếm của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hồi đó tao chiếm của Việt Nam Cộng Hòa, giờ mày kêu Việt Nam Cộng Hòa ra đây đòi, lúc đó thì sao hả? Khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa hả, để đòi hả? Chúng ta đâu có thừa nhận nó được đúng không? Anh thừa nhận nó là anh sẽ cách mạng Việt Nam sẽ lập tức mất đi tính chính nghĩa. Đó là nguyên nhân mà chúng tôi đấu tranh nha. Tôi nói thế để khẳng định cho anh biết rằng là anh không có thể có tiêu chuẩn kép và mập mờ mâu thuẫn, vừa bảo rằng là tôi yêu chế độ này mà lại tiếp tục có cái thái độ rằng bảo vệ người phản chế độ, bảo vệ người có cái quan điểm thái độ chống đối chế độ. Và tôi nói anh cực kỳ xảo trá nha. Tư tưởng thì chống chế độ nhưng ngoài miệng vẫn luôn ra rã bảo vệ chế độ, tuyên truyền chế độ. Tôi thấy có cái sự gì đó nó hơi xảo trá nha, ở trong cái tư tưởng mà ông Nguyễn Quốc Thước đang thể hiện, cái con người đó đó, tôi thấy nó có vấn đề rất lớn đó. Cho nên anh phải coi lại. Còn tôi kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, và quan điểm sai trái đó nằm trong hết các phát ngôn của ông Thước liên quan đến ba bài báo. Và dù ba bài báo nó có gỡ rồi thì nó vẫn là cái quan điểm của ông ấy, trong đầu của ông ấy, biết ông ấy có quan điểm đó rồi. Ba bài báo có gỡ đi thì chúng ta vẫn phải né ông ấy ra, bởi ông ấy là người không phải đứng về phía chúng ta. Người ta có thể là vì bảo vệ bản thân, vì uy tín danh dự cuối đời mà người ta có thể nói khác, chứ không phải người ta thay đổi gì đâu. Tôi nói thẳng thế. Một con người như ông ấy không thể dạy được nữa. Người ta đã giáo dục người trẻ, còn mấy người già như nước tràn ly rồi, đổ vô chỉ tràn ra thôi, không có giáo dục gì được, không có nói gì được đâu. Nên nói về ông ấy sẽ có thay đổi thì tôi xin thưa rằng không có chuyện ông ấy thay đổi đâu nha. Nói mấy điều với anh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, với anh Hoàng Công Cường của kênh Việt Vision để các anh hiểu rằng các anh đang đi đâu, đang làm gì, đi đúng hướng chưa, và làm như thế là có giá trị gì, các anh đứng về phía nào, các anh có mâu thuẫn trong vấn đề bảo vệ chế độ này hay không, hay các anh chỉ yêu nước mà không yêu chế độ nha. Đập tan luận điệu xuyên tạc mà lại đi xuyên tạc, vậy thì cái kênh này nó cũng chỉ là kênh xuyên tạc mà thôi. Kênh Việt Vision của anh cố gắng giữ uy tín cho bản thân mình. Còn giờ đây đối với tôi và nhiều người, kênh của anh, riêng vấn đề anh Trịnh Lê Hoài Nam thôi, đã là một vấn đề mà anh đi xuyên tạc rồi đấy.